thì ngày hôm nay ngày mai trở lại rồi nè, làm thêm một video nữa cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại làm thêm một video nữa về vẽ. Hôm nay thì Ngọc đã quay trở lại rồi nên đi làm thêm một cái video nữa về Hero Team. Thì khi mà Ngọc đang ở lúc bình luận của các bạn thì tình cờ Ngọc thấy được bình luận một idol của Ngọc nghe, đó chính là anh Kairon. Anh Kairon đã vô bình luận vào cái video gọi là vẽ chị Simmy phiên bản giang hồ. À Ngọc nhầm, vẽ chị Simmy phiên bản điệp viên mọi người đó. Thì giờ chú quá cho nên ngày hôm nay Ngọc quyết định là sẽ vẽ anh Kairon luôn. Và sẵn tiện thì gọi là Ngọc sẽ vẽ luôn cặp đôi mà Ngọc thích nhất ở trong Hero Team, đó chính là cặp đôi anh Kairon và chị mèo Simmy đó. Thì trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, mọi người cũng đừng quên qua kênh TV Vlog, là cái kênh mới nhất hiện nay của Ngọc đi qua ủng hộ cho Ngọc nha. Nếu mà kênh đạt được 10k sub thì gọi là Ngọc sẽ làm video thứ hai ở trên kênh đó. Thì ok mọi người, bây giờ thì không cần chờ gì nữa, bắt đầu ngay và luôn vào video này. Thank you.
bạn về video này hay là cho Ngọc like một share đăng ký luôn. Ông phía trung bên cạnh mình Ngọc có video nha, và cũng đừng quên bình luận của Ngọc biết các bạn có thích video ngày hôm nay không, và lần sau các bạn muốn Ngọc vẽ gì nha. Và cũng đừng quên qua ủng hộ cho kênh mới nhất của Ngọc, chính là kênh TV Vlog nha. Nếu mà kênh đó đạt được 10.000 người đăng ký thì Ngọc sẽ làm video thứ hai trên kênh đó. Còn bây giờ thì Ngọc xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video lần sau. Yêu mọi người nhiều.